Một là tạo sự khác biệt, cái thứ hai là gây dựng lòng tin, gây dựng được số mối quan hệ, tạo ra doanh thu và xây dựng được cái sự uy tín của mình. Thì mình phải thể hiện ở trên Facebook cái sự uy tín như thế nào. Tại vì có rất nhiều học trò Bảo Cầm là không quản trị được cảm xúc, nên là sáng không có khách thì nó bốt dòng chúng nó tiêu cực lắm. Thì Cầm mới bảo là thôi, bây giờ thầy cho em 30 ngày bốt chủ đề, cứ bốt như thế đi. Mình soạn sẵn là mình lên lịch sẵn tự động robot. Đấy, thì cho mình thoải mái. Tránh tình trạng bây giờ vào Facebook là cái lượt kiếm tiền của mình, mà vào thì buổi sáng là đi hát karaoke tí, buổi chiều thiền tí, buổi tối lên bar tí. Khách hàng người ta không biết đây là cái gì cả. Nó không có sự chuyên nghiệp. Thì mình phải thông suốt một chủ đề thôi. Còn nếu mà mình muốn trải sự đời, cảm xúc của mình vào Zalo mà mình trải. Còn ở trên này được kiếm tiền thôi thì mình phải làm cho nó chuyên nghiệp lên. Tại vì đây là cái bộ máy kiếm tiền của spa của mình. Đấy. Và anh chị phải nhớ nhá, đó là mình là người hướng nội, hình người hướng ngoại thì mình phải làm rõ ràng cái vấn đề đó ra. Đấy, thì tí nữa cảm sẽ hướng dẫn cho anh chị là cái lý do vì sao mà bạn đăng bài Facebook nhưng ít được xem. Lý do đầu tiên đó là đăng vào giờ ít người quan tâm. Ví dụ như vừa nãy Cầm đăng cái bài viết vừa nãy lên ấy, là đúng cái giờ mọi người đang đi ngủ hoặc là cái giờ mọi người đang bận làm việc, nên là cái tương tác nó sẽ không có cao đâu. Đấy. Cái thứ hai đó là gì ạ? Là nội dung bài đăng không hấp dẫn. Nội dung bài đăng không có sự hấp dẫn. Ví dụ như chẳng hạn như là anh chị chụp một cái ảnh lên nó quá xấu, hoặc là đưa một cái video lên nó bị lặp đi lặp lại quá nhiều và nó không có chủ đề. Thì cái cách thức mà trước kia Cầm hay làm ấy, đó là mỗi một bức ảnh là một câu chuyện. Mỗi một bức ảnh là một câu chuyện, ngày nào cũng thế. Và Cầm phải suy nghĩ rất kỹ rằng chọn ảnh nào lên post, chứ Cầm không post những cái ảnh mà Cầm cảm giác là nó thể hiện ra cái tôi của mình quá lớn, mình sẽ không post. Mình chỉ post lên những cái ảnh mà mình mong muốn được truyền tải cái thông điệp cho khách hàng là gì ạ? À, đây là một chàng trai giàu nghị lực vượt khó, đây là một cái chàng trai nói được làm được, đây là một cái chàng trai truyền cảm hứng. Chứ Cầm rất muốn post Cầm mặc bikini mà, nhưng mà không đúng trong thương hiệu của mình post lên là lượng fan tụt đi thê thảm, đúng không ạ? Đấy, thì thử post thôi, tăng view, chắc chắn là tăng view luôn, nhưng mà số lượng học sinh thì người ta lại mất đi thì chết dở luôn. Mình phải biết rằng cái gì nó đúng với cái thương hiệu mình đang xây. Thì mỗi một người phải tìm ra bốn cái cá tính mà mình muốn làm. Ví dụ như cá tính bây giờ Cầm đang xây đó là marketing, đào tạo, truyền cảm hứng và chuỗi chẳng hạn. Đấy, thì Cầm sẽ xây theo bốn cái chủ khóa đó, và đến năm sau thì mình lại xây theo chủ khóa khác, ví dụ như là A, B, C, D. Đấy, thì đó là cái anh chị bây giờ đang muốn xây, đó là 6 tháng nữa, 1 năm nữa anh chị muốn người ta định vị anh chị là cái gì. Ví dụ anh chị muốn là tôi là một cô gái business woman, là một doanh nhân spa. Tôi là một cô gái có cá tính về gu thời trang. Tôi là một người cô gái có cá tính về nuôi dạy con. Tôi là một cô gái là truyền cảm hứng. Ví dụ thế, thì đây là bốn tính cách của anh chị. Và sau đó đến bước số 2, anh chị sẽ vào cái Pinterest, hải chiếu trên cái Pinterest. Thì vào cái trang Pinterest đó anh chị sẽ xuất cái từ khóa mà anh chị mong muốn, đó là cái trang sao chép về hình ảnh, sao chép về cái thương hiệu cá nhân của mình rất là tốt. Thì Cầm hay sử dụng cái trang Pinterest rất là nhiều, từ những cái bộ mà Cầm chụp VCR, chụp cái nhà, chụp cái mọi thứ thì Cầm đều sử dụng cái trang Pinterest như thế này. Thì Cầm sẽ xuất cái từ khóa Cầm mong muốn. Ví dụ anh chị muốn xuất cái từ khóa đó là doanh nhân spa, anh chị muốn xuất từ khóa đó là một cô gái cá tính, một cô gái là gì ạ, là hướng nội, một cô gái hướng ngoại, thì ở đây sẽ có, thì đây gọi là cá tính. Và sau đó anh chị làm gì ạ, chọn một bức ảnh anh chị thích nhất và anh chị đi chụp sao chép y nguyên như thế giúp Cầm và post lên Facebook, thì đây là thương hiệu cá nhân của mình. Tại vì cái kho này là kho cho mình thêm rất nhiều ý tưởng về quảng cáo, về video, về thương hiệu cá nhân. Ví dụ như chẳng hạn anh chị thấy cái hình ảnh cười nó rất là đẹp của cái tay này thì mình cũng làm cười như này, đúng không ạ? Thì chúng ta đỡ phải nghĩ vào đây có hết ý tưởng về business, về kinh doanh, về thương hiệu cá nhân, về những hình ảnh, về trang phục chúng ta muốn mặc. Ví dụ như này, đấy, thì nào, thì tất cả các hình ảnh mà Cầm chụp đi siêu xe, Cầm chụp cái con đại bàng ở trên tay là Cầm đều nhìn thấy hình ảnh ở đấy nó trong này, và Cầm sao chép mô phỏng nó, đấy, thì tạo ra cái tính cách của mình thôi. Ví dụ những anh chị nào mà thuộc hệ là gì ạ, là mướt mát như này thì chụp như này, đúng không ạ? Còn những anh chị nào mà thuộc hệ gì ạ, là cô gái lạnh lùng hơn thì mình sẽ chụp như này, đấy, thì nó sẽ cho mình cái concept để mình xây dựng, để mình post lên Facebook của mình. Tại vì bây giờ post lên Facebook, tại vì sao, có rất nhiều anh chị làm hệ thống rất tốt, người ta sẽ xây dựng về thương hiệu của người ta rất là tuyệt vời, lúc nào cũng phải bóng bẩy, lúc nào cũng phải hàng hiệu, lúc nào cũng phải tuyệt vời, đúng không ạ? Thì đấy là một cái phong cách xây. Nhưng mà nếu vỡ phải đúng anh chị thì ạ, linh hồn năm thì sao, là người thích sự tự do, thì người ta lại làm gì ạ, là người ta sẽ sống thật với bản chất người ta là gì ạ, có cái gì ăn cái đấy, thì người ta vẫn làm nổi bật lên. Tại vì cái thương hiệu cá nhân nó không đến từ quần áo ở trên Facebook, nó đến từ cái giá trị bên trong của chúng ta. Đó là những cái giá trị chúng ta trao đi là gì. Tại vì Cầm chỉ biết một điều, đó là có rất nhiều các bạn trẻ bây giờ post lên Facebook chỉ khoe quần áo rồi túi xách thôi, nhưng mà giá trị khách hàng người ta không hâm mộ vì điều đó. Và chị phải biết lên TikTok có rất nhiều người tận 8 triệu follow, 10 triệu follow, nhưng cuối cùng ra xã hội thì chỉ có trẻ trâu người ta hâm mộ thôi,
Như vậy thì chúng ta nhắm tới khách hàng mục tiêu chuyển đổi chúng ta là gì? Thì chúng ta sẽ xây, quyết là không cần phải nhiều view nhưng nó chất là được. Khi chúng ta post lên thì có bao nhiêu người comment vào bài viết của mình, nó chất như thế nào thì đấy là đối tượng khách hàng mục tiêu chúng ta nhắm tới. Ví dụ bây giờ Cầm có rất nhiều người em của Cầm post lên hàng nghìn comment nhưng mà toàn trẻ trâu thôi. Ví dụ như bạn của Cầm thế vừa đi tù xong thì post lên là 5.000 comment, đến khi nó đi tù phát thi nhau vào chửi, xong thi nhau bảo vợ anh cứ đi tù đi, vợ để nhà em nuôi. Thì đấy không phải là fan hâm mộ mình rồi. Thì mình không xây dựng theo kiểu như thế, mà mình xây dựng theo kiểu như thế là cộng đồng chất, đúng không? Ít nhưng mà chất lượng khách hàng của mình nó phải chuyển đổi. Vậy khách hàng số 3 chúng ta đến yêu mộ vì chúng ta thì chúng ta sẽ chọn từ khóa. Có người thì chọn gì ạ? Từ khóa là đội chồng lên đầu. Thì những người mà yêu chồng dã man thì sẽ đến spa của chị đấy. Xong cũng có một người gì ạ? Là một người phụ nữ single mom quật cường. Thì người ta sẽ đến với, vì cái tính cách của người phụ nữ đấy là gì ạ? Là quật cường nuôi con, một mình chịu đựng thì người ta thích tính cách đến, người ta đến. Và cũng có người chủ spa là gì ạ? Là một người hướng về gia đình thì người ta sẽ đến vì cái chị này cực kỳ quan tâm về gia đình. Cũng có chị gì ạ? Hướng về công nghệ thì chị này luôn luôn liên tục update về công nghệ thì người ta sẽ đến đây vì cái chị này là gu thời trang, gu công nghệ mới. Thì mỗi chị đây sẽ chọn ra mình một cái tính cách nổi trội để chúng ta xây.